Ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu ánh sáng đêm trong đối tượng nội thất. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau hoàn thiện môi trường cho đối tượng này. Thông thường môi trường các bạn có thể dùng một tấm hình ban đêm hoặc là map HDRI, nhưng bây giờ tôi hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất dùng diagram để chúng ta làm môi trường. Các bạn nhấn M trên bàn phím hoặc bấm biểu tượng này, chúng ta cùng nhau làm. Các bạn có ô spline chữ G và kéo Gaian ra. Bạn nhấp nút lên, nhìn cho dễ dàng, tôi zoom lên và nhấp nút vào đây, hai lần chuột trái để hiển thị thuộc tính của nó. Sau khi hiển thị chúng ta làm như sau. Môi trường ban đêm thì các bạn thấy rằng đa phần là màu xanh, xanh dương các bạn, xanh và đen. Vì vậy ở Gaian này tôi sẽ chọn phần environment để dùng làm môi trường. Thứ hai, chúng ta chọn face call để hiển thị tốt nhất. Sau đó các bạn chọn vào màu xanh này, nhấn nút hai lần chuột trái vào. Các bạn chọn màu xanh đen, thậm chí đen luôn. Rồi, ok. Và phần này, tôi chọn màu xanh. Xanh đậm các bạn nhé. Rồi, ok. Và đây, chúng ta nhấp vào đây, phần chuột trái vào. Và tạo thêm một cái nút mới. Còn nút mới này, các bạn nhấn nút hai lần vào. Chúng ta cũng cho nghiêng màu đen luôn. Và tôi ok. Bên này tôi tạo nút mới nữa. Bạn nhấn nút hai lần vào đây. Chúng ta cho nó một cái màu xanh. Xanh tươi. Và tôi ok. Và ngay tại nút này cũng vậy. Nhấn nút hai lần cực trái vào. Tôi hút được cái màu này. Ok. Tại vị trí này chúng ta cho đen. Ok, đúng lại. Các bạn có thể kéo co giãn các vị trí này. Bây giờ chúng ta xoay nó 90 độ. Để phần dưới này là mặt đất, trên này là bầu trời. Vì vậy cái màu trên này các bạn nên cho sáng lên một chút. Và các cái khoảng này nên biến đổi mềm đi một chút. Bây giờ các bạn nhấn phím số 8 trên bàn phím hoặc vào rendering. Bấm environment và kéo đối tượng này thả vào đây, chọn copy chọn extend để khi chúng ta chỉnh bằng vật liệu thì những đối tượng sẽ cập nhật ngay ở các bạn này. Sau khi làm xong sẽ cùng nhau tắt bảng vật liệu rồi đi. Bây giờ các bạn thấy rằng vật liệu tôi đã ốp sẵn rồi. Nếu bây giờ tôi muốn ốp màu cho tất cả đối tượng này thì đôi khi nếu mà tôi ốp kiểu đó thì chúng ta lại ốp lại vật liệu, cái này mất thời gian hơn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi đè vật liệu. Đầu tiên các bạn nhấn phím M trên bàn phím, kéo là vật liệu chúng ta kéo ra và không chỉnh sửa gì cả, vật liệu để test vật liệu thôi. Tiếp theo các bạn nhấn phím F10 hoặc bấm vào render setup. Các bạn qua tab V-Ray và chọn phần global switcher và set on phần override material. Cái này có tác dụng như sau. Đối tượng chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên các vật liệu, nhưng khi tôi kéo vật liệu này thả vào đây và chọn dạng extend thì nó sẽ ghi đè vật liệu này lên tất cả đối tượng chúng ta để dùng để test ánh sáng mà thôi. Và khi nào chúng ta không dùng nữa thì các bạn có thể bỏ dấu check này đi để chúng ta lấy lại vật liệu như bình thường. Sau đó chúng ta sẽ đóng bảng vật liệu lại. Nhưng ở đây tôi có hai tấm kính ở đây, nếu như chúng ta không cách ly hai tấm kính này ra thì ánh sáng sẽ không xuyên qua được. Tôi chọn tấm kính này đặt tên nó A1, tấm kính này đặt tên là A2. Bây giờ chúng ta đã cách ly để vật liệu này không ghi đè lên hai tấm kính, bởi nếu nó ghi đè lên hai tấm kính này thì ánh sáng sẽ không thể chiếu xuyên qua được. Tôi chọn XLR và chọn hai đối tượng A1 A2, bấm qua đây. Ok. Sau khi ok xong thì chúng ta đã cùng nhau thiết lập trong phần môi trường và thiết lập vật liệu ghi đè rồi. Ở video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm ánh sáng ở thất đêm.